Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Thì đây là một kênh chuyên cung cấp thông tin về thị trường cryptocurrency. Hàng ngày thì mình sẽ ra video để cập nhật thông tin liên tục thị trường đến cho mọi người. Và mọi người cũng có thể là join vào nhóm Telegram. Link mình có để dưới phần mô tả, thì vào đó mọi người cũng nếu mà có bất kỳ thắc mắc gì thì mình cũng sẽ sẵn sàng để giải đáp thắc mắc cho mọi người. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 của năm 2022. Thì mọi người biết hôm nay là ngày gì không ạ? Là hôm nay là nếu mà theo phương Tây là thứ 6 ngày 13, có nghĩa là một ngày là không là may mắn lắm ha. Thì nếu mà chúng ta theo cái phong cách được phương Tây. Còn hôm nay thì BTC hiện tại thì vẫn đang trong cái xu hướng là điều chỉnh. Thì hôm qua có những cột mốc nó về tục về đến sâu nhất là tận là cái vùng khoảng là 25.000 đúng không mọi người ha. Thì hôm qua thị trường rất là chao đảo ha. Thì hiện tại thì mình xem chỉ số tham lam và xả ấy, hiện tại thì của chúng ta thì vẫn đang nằm ở trong cái vùng extreme fear ha. Có nghĩa là cái vùng sợ hãi tột độ, và cái mức thang điểm vẫn là 10 điểm thôi, thì cũng không có mấy là cái sự khác biệt so với những thời gian trước. Thì mình thấy là overview của thị trường nhìn chung thì cũng đều là màu đỏ ha. Thì ở đây có những con nổi bật nhất thì mọi người cũng thể biết ha. Thì Luna thì thời gian qua thì nó làm chao đảo cả nguyên thị trường ha, kể cả những con những cái đồng mà không có thuộc ở cả những cái trường phái cái hệ của Luna, nó vẫn bị tụt giảm rất là nhiều ha. Và mình cùng xem qua trang CoinMarket khác ha. Để mình xem là hiện tại thì cái số lượng mà total supply ha, là của Luna thì nó vẫn được min ra thêm rất là nhiều ha. Thì con số này lúc mà buổi chiều hôm qua mình có xem thì nó ở cái mức khoảng là khoảng tầm là 6 tỷ token. Nhưng mà hiện tại thì con số này nó lại lên đến cái mức mà thực sự rất là nhiều rồi. Thì lên đến là khoảng tầm 1.733 tỷ token rồi. Thì hỏi tại sao mà cái đồng Luna nó càng ngày càng giảm giá như vậy? Thì tại vì cái đồng coin của Terra thì nó vẫn được min ra liên tục mà. Thì và hiện tại thì cái con số này nó giảm rất là nhiều rồi. Mình cùng xem qua nhìn chung của thị trường ở thời điểm hiện tại thì xem như thế nào ha. Thì mình cùng lên trang CNBC để mình xem là ở các thị trường khác xem như thế nào. Ví dụ như là chúng ta cùng xem qua bên thị trường của chứng khoán một chút xíu ha. Thì hôm nay sao mà sáng hôm nay thì mình hơi lag ha mọi người ha. Mọi người thông cảm giúp mình. Thì mình hiện tại thì chỉ số Dow Jones thì mình thấy là trong một vài ngày đây thì nó cũng không có những cái sự biến động quá lớn, và ngay cả Dow Jones S&P 500 hoặc là Nasdaq ha, là những cái chỉ số công nghệ của bên chứng khoán Mỹ thì mình thấy là nó đều giảm theo cả bên crypto với lại là chứng khoán nè, thì đều là những cái người bạn song hành. Khi mà chứng khoán Mỹ mà giảm thì bên thị trường cryptocurrency cũng giảm. Mà hiện tại thì mình thấy là những cái chỉ số này là những cái thang điểm của nó thì nó đều ở thấp, một cái mức mà gọi là rất là thấp từ trước đến nay. Thực sự là mình thấy là rất là ít những khoảng thời gian mà những chỉ số như Dow Jones, S&P 500 hoặc Nasdaq có những cái thang điểm thấp như thế này ha. Dầu thì hiện tại thì mình thấy là nó vẫn duy trì được ở mức khoảng là 107 đến 108 đô một thùng mà. So với những ngày trước thì mình thấy là cũng không có mấy là biến động. Và hiện tại thì dầu ở cái mức khoảng tầm gần 110 đô một thùng thì mình thấy là vẫn đang ở mức cao ha. Thì thời gian trước thì cũng có những thời điểm nó tụt xuống được những mốc như là 70-80 đô ha. Nhưng mà thời gian trước khi mà thị trường có cái sự căng thẳng và sự xung đột giữa Nga Ukraine thì mình thấy là từ thời điểm đó đến hiện tại thì dầu nó vẫn tăng dần dần liên tục, và cũng có những thời điểm nó hạ xuống thôi, nhưng mà mình thấy nó hạ không quá là nhiều. Còn vàng thì hiện tại thì mình thấy là sau một cái quãng thời gian đầu của tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine nó tăng ha, nhưng mà đến thời điểm khoảng là mình thấy là khoảng tầm là nửa tháng đổ lại đây rồi, thì cái vàng ha, thì cái chỉ số vàng thì mình thấy là nó cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh, hiện tại đang ở mức là 1.822 đô trên một ounce. Thì mình cùng điểm qua là xem là tình hình thị trường trong 1-24 giờ qua có những thông tin nào lớn không? Thì tối hôm qua thì Binance thì họ công bố là nếu mà Luna, cái cặp Luna trên USDT thì nó mà nếu về đến cái vùng là 0,005 đô thì Binance họ sẽ... Thì nếu hôm qua là Binance họ công bố ha, nếu mà Binance là cái đồng Luna nó về đến cái mốc khoảng tầm 0,005 thì Binance họ sẽ tuyên bố delete cái sàn này ha. Nhưng mà đến thời điểm hôm nay thì
Mình cùng xem ha, là cái mốc giá hiện tại của Luna nó lại chia đến là 100 lần so với lại cái mốc mà Binance hôm qua là họ tuyên bố delete rồi. Thì để mình cùng tính xem là cái mốc giá cao nhất của Luna ha. Mốc giá cao nhất của Luna là ở mốc là 119 đô. Thì mình sẽ đo xem là cái đến mốc giá của thời điểm hiện tại thì Luna nó đang chia bao nhiêu lần ha. 119 mình chia cho 0.1234 0 đến số 5 ha. Là nó chia đến là hơn 2 triệu lần mỗi ha. Chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi, khoảng là hơn một tháng thôi, khoảng một tháng 10 đến 15 ngày, khoảng một tháng rưỡi thôi ha. Nhưng mà đến một đồng Topcoin mà nó chia đến là 2 triệu 380 lần chỉ trong một thời gian ngắn thì cái đây là không phải là chúa tể scam, là còn gì nữa mọi người ha, thì không phải là dạng scam ở cái mức bình thường rồi. Cái đây là scam theo cái đẳng cấp vũ trụ luôn mọi người ha. Mọi người thấy cái đồng Topcoin có nền tảng nào mà đang đang được đánh giá rất là cao hàng top của thị trường mà nó chia đến hơn 2 triệu lần chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thì thị trường này có ai mà tưởng tượng được hay không ha. Thì năm 2018 thì chúng ta cũng có những cái đồng như là Bitconnect ha, thì lúc đó thì nó chia rất là nhiều lần, thì lúc đó thì nó tại vì nó phát hành theo cái dạng là giống như là Ponzi, lấy tiền người sau trả cho người trước, thì cái phần trăm lợi nhuận của nó mỗi tháng thì người ta gửi tiền vào thì lên đến tận là 40%, người ta trả đến cái mức độ 30 đến 40% mỗi tháng ha. Trong những thời gian đầu và những thời gian sau thì họ lại hạ cái lãi suất xuống lại ha. Và Bitconnect sau khi mà nó sập luôn thì mọi người thấy, thì nếu mà anh em nào trải qua những cái quãng thời gian đó thì cũng có thể biết ha. Thì lúc đó thì ngay cả thị trường thì crypto thì nó đều giảm rất nhiều, và những anh em khác thì trắng tay luôn, gần như trắng tay luôn. Thì trong năm 2018 thì chúng ta đã có bài học là Bitconnect rồi, và hiện tại trong năm 2022 thì nó đang lặp lại ở Luna ha, chỉ là khác cái hình thức thôi và khác cái tên thôi. Nhưng mà chung quy lại thì mỗi cái mốc quãng thời gian của thị trường thì chúng ta đều có những cái cột mốc lịch sử đáng nhớ ha. Thì quan trọng nhất là sau những cột mốc đó thì chúng ta rút ra được bài học gì cho chúng ta thôi ha. Chứ mà mình nghĩ là thị trường nó sẽ vẫn còn kéo dài rất là nhiều, và những cái hình thức scam thì nó mọc lên đủ những thể loại ha. Thì mình nghĩ là quan trọng nhất là chúng ta rút được bài học gì thôi ha. Chứ mà nó sẽ vẫn lặp đi lặp lại ở nhiều hình thức khác nhau thôi mọi người ha. Thì hôm qua thì mình thấy là Radio KK thì họ có một cái tweet, thì họ có thông báo là họ vừa hợp tác với lại là Sơn Tùng MTP ha. Họ hợp tác với lại Sơn Tùng MTP. Thì mình thấy là cái thông tin này thì sau khi mà Raka họ tung cái thông tin mà họ hợp tác với lại là Sơn Tùng MTP ha, thì mình thấy là nó cũng tăng được khoảng đến mức là 20%. 20% giá. Thì mình thấy là nếu mà trường hợp á, mà Raka mà họ tung cái thông tin này vào cái khoảng thời gian mà khoảng tầm cuối năm vừa rồi ha, khi lúc đó mà Raka tăng trưởng, thì mình thấy là cái tin này sẽ làm cộng đồng FOMO rất là lớn à, mình nghĩ luôn. Tại vì Sơn Tùng mọi người cũng biết rồi, là một cái người ảnh hưởng rất là lớn đến giới trẻ ha, là những cái người trẻ của Việt Nam, mà những người người trẻ Việt Nam trong độ tuổi khoảng là 30 đổ lại ha, thì mình thấy là họ đầu tư là họ nghiên cứu ha, họ có nghĩa là họ tham gia thị trường cryptocurrency rất là lớn à. Tại vì mình có là có một cái trang YouTube của mình ha, thì mình ở trong đó mình có xem cái số liệu phân tích là những cái người ta mà xem cái video về crypto, thị trường crypto nhiều nhất ha, là từ trong độ tuổi từ 25 tuổi đến 35 tuổi ha. Còn dưới 18 tuổi cũng ít hơn, nhưng mà trên thực sự trên cái khoảng độ tuổi từ 40 trở đi ha, thì hiện tại thì mình thấy là thị trường thì ở cái độ tuổi đó thì thực sự là ít hơn so với những độ tuổi còn lại ha. Thì mình thấy là giới trẻ thực sự là, nếu mà ai mà yêu ca nhạc đúng không, thì mình thấy là rất là nhiều những ở Việt Nam những fan của Sơn Tùng. Thì hiện tại thì mình thấy là sau khi mà Raka cùng công bố cái thông tin này thì mình thấy là nó cũng tăng được khoảng tầm là 20% giá ha. Nhưng mà nếu mà nó tăng đẹp thì nó tăng khoảng là tăng cái quãng thời gian là cuối năm vừa rồi, thì mình thấy là nó sẽ là xu hướng đẹp hơn. Còn hiện tại thì thị trường nó suy giảm mà, nên chúng ta không thể kỳ vọng được là một đồng coin nào đó thì nó có tăng đến cái mức đột biến được như mọi người ha. Thì hiện tại thì sáng nay thì mình thấy là những cái dữ liệu chỉ số on-chain thì nó cũng không có quá là những cái sự khác biệt so với lại ngày hôm qua ha. Thì trong một 24 giờ qua thì mình thấy là cái số tiền đã thanh lý ở trên tất cả các sàn thì nó vẫn đang ở mức cao mọi người ha.
nó vẫn đang ở mức cao, thì nó đến khoảng là 700 đến gần 800 triệu đô la về thanh lý, nhưng mà nó đã suy giảm so với những ngày trước rồi. Thì trong năm 2022 này thì chúng ta đã có khoảng tầm 3 lần là cái số tiền bị thanh lý của thị trường nó lên đến là hơn 1 tỷ đô la, là cái khoảng thời gian đầu năm nay của chúng ta, là khoảng thời gian từ ở tháng 1 ha. Lúc đó thị trường thì mình thấy là cái số lượng tiền bị thanh lý của thời điểm đó nó lên đến khoảng tầm 1 tỷ, hơn 1 tỷ đô la ha. Và những ngày gần đây thì chúng ta đã có khoảng tầm 2 ngày rồi, thì cái số tiền bị thanh lý của thị trường thì nó cũng lên đến khoảng cái mức là trên 1 tỷ đô la. Còn trong thời điểm hiện tại, trong vòng 24 giờ qua thì số lượng tiền bị thanh lý nó ở mức là 742 triệu đô la bị thanh lý, thì mình thấy là nó vẫn ở mức rất là cao so với lại những thời điểm trước vậy ha. Thì trong vòng 24 giờ qua thì mình thấy là cái số lượng lệnh long thanh lý thì nó chiếm đến là 57% số lượng lệnh long thanh lý ha. Thì mình thấy là hiện tại thì nó cũng không có những cái nhiều nhiều cái sự khác biệt so với những ngày trước, và cái số lượng bị thanh lý lớn nhất của thị trường thì mình thấy là nó vẫn nằm ở BTC thôi, tiếp đến là Ethereum và Terra Luna là nằm ở vị trí thứ ba như vậy ha. Rồi hôm nay thì mình cùng bắt đầu phân tích về biểu đồ chart ha. Thì trong video hôm qua thì mình có nhận định ha, thì BTC ở cùng ngày ở trên cái sàn CME thì nó có một cái khoảng gap ở cái mức khoảng là 24.000 đô cho đến lại 25.000 đô, thì BTC có một cái khoảng gap rất là lớn khu vực này. Thì trong video hôm qua thì mình cũng có nhận định thì khả năng cao thì BTC nó sẽ có xu hướng nó đi xuống ở cái vùng khoảng tầm 24 đến 25 ngàn để nó lấp gáp ha. Và hôm qua thì buổi sáng thì mình làm video ha, và cho đến tận không quá là lâu sau đâu, chỉ khoảng tầm vài tiếng sau là khoảng tầm trưa trưa ha, khoảng đầu giờ chiều thôi, thì lúc đó BTC nó đã về nó lấp gáp khoảng tầm 24 đến 25 ngàn ha. Thì cũng đúng như là những cái nhận định mà mình đã phân tích ở trong video hôm qua. Còn để mình xem là hiện tại thì chúng ta thị trường thì vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm giá nha mọi người ha. Thì mình ở đây thì mình cũng thấy là có một cái khoảng gap nữa ha. Tuy là mình thấy là khả năng nó về lấp gap ở cái vùng đây, để mình cùng zoom ra cho mọi người dễ xem ha. Đây nha mọi người. Thì ở cái khoảng tầm là còn tầm 18.000 ha. 18.000 thì chúng ta lại có một cái khoảng gap ở đây nữa. Để mình cùng phân tích ha, để mình cùng zoom ra rồi mình cùng vẽ lên cho mọi người ha, để mọi người cùng dễ xem. Thì ở cái khoảng là khoảng gap 18.000 ha, thì chúng ta lại có một cái khoảng gap nữa. Thì khoảng gap thì để nói cho những anh em nào chưa biết thì cái khoảng gap này thì chúng ta sẽ rất hay gặp ở bên cái trường hợp của lên chứng khoán nè. Thì khoảng gap xảy ra khi mà giữa hai phiên giao dịch mà nó có sự chênh lệch lớn thì nó sẽ tạo ra một khoảng gap ha. Thì hiện tại thì mình thấy là nó đã lấp cái gap đầu tiên là ở cái mức khoảng tầm 24 đến 25 ngàn rồi, thì đã đạt được kỳ vọng ban đầu của mình rồi. Nhưng mà ở cái đoạn khoảng 18 ngàn này thì chúng ta lại có một khoảng gap nữa, nhưng mà mình thực sự là mình cũng không có thiên về cái đoạn thì nó sẽ lấp cái gap 18 ngàn đâu ha. Tại vì mình thấy là nó về đến cái mức 18, mức 24 hay đến 25 ngàn thì mình thấy là nó cũng đã đủ điều kiện ha, để đã nó đạt đến cái mức sâu nhất rồi. Nhưng mà thị trường thì chúng ta không có thể biết được điều gì là chắc chắn ha, nên mình thấy là mình cũng sẽ phân tích là những cái mức giá nào mà BTC có thể nó sẽ hướng tới thôi mọi người ha. Còn mình thấy là khi mà BTC nó về cái mức 18.000 thì mình không có thiên về cái vấn đề này ha. Thì hiện tại thì mình thấy là BTC nó cũng về cái mức khoảng tầm 24 hay 25.000, 25.000 nó cũng đủ sâu ha, để là vùi dập thị trường này rồi. Còn nếu mà bên trên thì chúng ta lại có một cái gap nữa ha. Để mình cũng vẽ ra cho mọi người cũng dễ hình dung ha. Đây nha mọi người ha. Là cái đoạn khoảng tầm 35.000. 35.000 thì chúng ta lại có một cái khoảng gap nữa, nó nằm ở cái vị trí khu vực này. Ha. Thì hiện tại thì để mà nói đi. Thì mình nghĩ là thị trường này thì chúng ta sẽ mất một cái quãng thời gian nữa ha. Thì nó trường hợp mà nếu mà nó để nó uptrend ha, thì chúng ta sẽ phải mất một cái quãng thời gian nữa khoảng tầm là
Mình nghĩ là ít nhất cũng phải là vài tháng nữa, chứ mà chúng ta không thể kỳ vọng được là ví dụ như bây giờ nó xuống 24-25 ngàn đi, mà giờ nó tăng lên lại khoảng tầm break lên khu vực khoảng tầm là 45 đến 48 ngàn như là những thời điểm trước. Thực sự là mình thấy là trường hợp đó rất là khó. Còn nếu mà mình nghĩ là để mà trường hợp mà thị trường mà có quay lại uptrend trở lại thì mình nghĩ là ít nhất thì nó cũng mất khoảng tầm vài tháng nữa, như là ở cái quãng thời gian mà chúng ta đã có khoảng là cái thời gian mà khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 năm ngoái, thì mình thấy là ít nhất thị trường sẽ cũng phải là nó cũng sẽ đi sideways và lên xuống với một cái biên độ, một cái quãng thời gian nhất định như là ở cái quãng thời gian của năm ngoái ha. Đây là quãng thời gian của năm ngoái ha, năm ngoái khi mà mình thấy là BTC nó đi sideways một trong ở cái biên độ ha, khoảng tầm là trên dưới từ 30 đến 40 ngàn, từ quãng thời gian là tháng 5, giữa tháng 5 cho đến cái quãng thời gian là giữa tháng 7 ha, chúng ta có khoảng thời gian là 2 tháng mấy, gần 3 tháng khu vực này. Thì ở khu vực này thì mình cũng nghĩ là nếu mà trường hợp mà thị trường có uptrend trở lại thì chúng ta cũng sẽ phải mất một cái quãng thời gian nó cũng đi sideways lên xuống với một biên độ như vậy ha. Và nếu mà uptrend trở lại ha, chứ mình không có chắc là hiện tại thì thị trường xu hướng thì nhìn chung vẫn đang là một xuống giảm, nhưng mà nó chưa có confirm, chưa có xác nhận được một cái tín hiệu xu hướng rõ ràng là đã vào downtrend hay chưa ha. Còn hiện tại thì mình thấy là chúng ta vẫn đang nằm trong cái giai đoạn là điều chỉnh của BTC. Thì mình cùng xem qua một vài chỉ số của tổng quan về thị trường ha. Thì hiện tại thì tổng vốn hóa của thị trường đang ở mức là 1.259 tỷ đô la. Thì hôm qua khi mà nó đạt về cái mức sâu nhất là khoảng tầm tiệm cận đến cái mức 1.000 tỷ, gần 1.000 tỷ đô la ha. Thì hiện tại thì mình thấy là cũng đang có sự phục hồi lên. Và cái đoạn này của chúng ta thì nó lại đang ngang bằng về những cái quãng thời gian như là của năm 2021 ha. Mọi người thấy không? Thì nó lại ngang bằng với những cái quãng thời gian 2021. Hôm qua thì nó có một cây rút sâu râu không? Một cây râu, nó mình thấy là nó đạt cái bề thậm chí là những cái mốc còn sâu hơn so với lại quãng thời gian của năm 2021 nha mọi người ha. Thì hiện tại mọi người thấy là tổng vốn hóa của thị trường đang bị tụt giảm rất là sâu rồi. Thì cái quãng thời gian là tháng 3, cuối tháng 3 vừa rồi ha, cuối tháng 3 đến khoảng thời gian tháng 4, thì đây là một cái quãng thời gian mọi người thấy thì cả thị trường Ancoin đều có sự phục hồi rất là lớn, và BTC lúc đó ở cái giai đoạn khoảng tầm 48 ngàn. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta thời gian vừa qua thì chúng ta lại mất khoảng gần 1.000 tỷ đô la, có nghĩa là gần chia đôi cái tổng vốn hóa của thị trường ở cái mức đây ha. Thì mình thấy là đây là một cái sự điều chỉnh rất là lớn dành cho cái toàn toàn bộ thị trường mọi người ha. Mình cùng phân tích qua cái biểu đồ của BTC Domain ha. Thì như những ở video trước thì mình cũng có nhận định cho mọi người ấy, thì BTC Domain thì ở thời gian tiếp đó thì nó sẽ có xu hướng nó hướng lên, ban đầu thì nó sẽ đạt cái cột mốc ban đầu là khoảng tầm là 43%, và sau đó thì mình cũng nhận định thì nó sẽ có xu hướng nó hướng lên đến những cái vùng như là 44%. Thì như những cái nhận định đó ở những từ những video trước của mình thì hiện tại thì mình thấy là nó đã đi theo đúng như những cái nhận định của mình ha. Và để mà nói xem là hiện tại thì BTC Domain nó còn tăng lên nữa hay không, thì để mà nói cho những anh em nào mà chưa biết hết đến ha, thì BTC Domain là cái thị phần của BTC ha. Thị phần của BTC thì nếu mà trường hợp BTC Domain tăng lên thì khả năng thì các đồng Ancoin ha, thì cái vốn hóa của các đồng Ancoin khác thì nó sẽ bị chảy máu thị phần để nó đổ dồn cho về cái mức giá của BTC ha. Thì BTC Domain thì mình thấy là khả năng thì nó từ cái mốc khoảng tầm 44% ha, thì mình thấy là khả năng thì nó tăng lên nữa thì nó vẫn còn ha. Thì để mình xem là cái quãng thời gian của năm 2021 thì những cái điểm cao nhất của nó là những cái vị trí nào ha. Thì những cái khoảng thời gian đó thì thậm chí là BTC Domain thì nó lên đến tận những cái vùng 44%. Thì hiện tại thì cái vùng như chúng ta đang là cái vùng 44% đến 48%, cái vùng trước đó là 48%. Thì mình thấy là cái vùng hiện tại và những cái vùng trước đó của năm 2021 thì mình thấy là nó vẫn còn rất là cách xa mọi người ha, rất là cách xa. Hiện tại thì mọi người thấy không, thì khi mà BTC Domain đang ở cái vùng 44% này, và mọi người thấy thì cái mức giá của BTC cũng đang có sự điều chỉnh, và những cái vốn hóa của các đồng Ancoin thì nó đã có dấu hiệu nó tụt giảm rất là nhiều rồi. Và mình thấy là BTC Domain thì nó ở thời điểm hiện tại nó chỉ ở mức 40% thôi là nó đã cao. Nhưng mà nếu mà trường hợp để nó tăng lên đến những cái vùng tiệm cận của năm 2021 rồi, thì mọi người thấy là thì Ancoin nó sẽ đi về đâu ha? Thì mình cũng cũng nói vậy ra cho mọi người cùng dễ hiểu ha. Thì hiện tại thì Ancoin mình thấy nó đã tụt rất là sâu rồi.
mà BTC Domain nó vẫn đang ở mức cao, nhưng mà mình thấy là nó vẫn chưa đạt được nhiều những cột mốc như là ở cái thời điểm của năm 2021 đâu. Mặc dù là lúc đó là mình mặc dù lúc đó mình thấy là vốn hóa của thị trường là nó nhiều hơn ở thời điểm hiện tại ha, nhưng mà cái BTC Domain thì nó tận ở cái vùng 48%, nhưng mà hiện tại thì vốn hóa thị trường đã ít hơn rồi ha, thì cái dòng có nghĩa là cái dòng tiền nó đã thất thoát ra bên ngoài rất là nhiều rồi. Nhưng mà BTC Domain thì chúng ta hiện tại vẫn đang có xu hướng lên. Nếu mà để trường hợp xấu mà nó tăng lên những đến những vùng đây thì mình nghĩ là thị trường altcoin thực sự là nó sẽ có những cái sự điều chỉnh thực sự là khá là lớn nữa ha. Còn mình cùng phân tích qua USDT Domain đây ha. Thì ở trong những video mà những cái mốc thời điểm quan trọng thì mình sẽ thường phân tích về những cái chỉ số tổng quan như là total là tổng vốn hóa của thị trường, hoặc là total ha là tổng vốn hóa của các đồng altcoin và trừ Bitcoin ra. Và mình cũng sẽ phân tích về BTC Domain là một cái dữ liệu rất là quan trọng khi mà thị trường có sự điều chỉnh, và một cái dữ liệu khác cũng quan trọng không kém là cái dữ liệu của USDT Domain. Thì USDT mọi người cũng có thể biết rồi là cái đồng stablecoin có cái vốn hóa lớn nhất thị trường trong các đồng stablecoin ha. Thì USDT thì nó chiếm đâu khoảng là 60 đến 6 mấy phần trăm trong tất cả các thị phần của các đồng stablecoin. Thì hiện tại thì mọi người cũng thấy là thì thời gian qua thì mình cũng nhận định thì cái thị phần của USDT thì nó cũng khi mà nó đã đóng đến ở trên cái tiệm cận khu vực là 5,20% thì mình cũng đang nhận định thì khả năng rất cao ở thời gian tới USDT Domain thì nó sẽ hướng đến những cột mốc rất là cao, đến là vừa qua thì nó đến là khoảng tầm 6 hơn 6 hơn 6%, và vừa qua thì ngày hôm qua thì cũng có những thời điểm thì nó lên đến những cái tận cái vùng 7,27%, là một những trong những cái cột mốc mà mình thấy là nó cao nhất mọi thời đại rồi. Thì mọi người có thể thấy thì chúng ta cùng xem trở lại những cái mốc quá khứ của nó kể từ năm 2018 mà. Năm 2018 đến thời điểm hiện tại mọi người thấy không? Thì chỉ có những thời điểm mà nó tăng lên đến những cột mốc cao nhất, ví dụ như là năm 2020 thì nó cũng tiệm cận chưa chỉ tiệm cận ha, gần đến cái vùng 5% thôi. Và trong năm 2021 thì chúng ta cũng có những cái vùng ha, thì cũng tiệm cận đến 5% và sau đó thì nó lại rất nhanh ha, sau đó rất nhanh nó lại hướng xuống. Mà thậm chí thời điểm năm 2022 thì chúng ta lại có đến hai cái vùng là nó cũng tiệm cận đến hai cái vùng 5%, thì mọi người thấy không? Thì càng về sau đến thời điểm hiện tại thì mọi người thấy thì cái thị phần của USDT đúng như này thì nó lại càng tăng lên, thì chúng ta cũng có thể biết được rồi. Tại vì hiện tại thị trường thì từ năm 2022 đổ lại đây thì tình hình chiến sự cũng như là kinh tế thị trường rất là bất ổn, rất là bất ổn, và những cái người mà họ đang nắm giữ USDT ở bên thị trường bên ngoài á, thì hiện tại thì mình thấy là USDT ở trên các tất cả các sàn á thì mình thấy là nó đang ở những cái mốc là cao nhất rồi ha. Thì mọi người thấy là trong năm 2022 không, thì cả về những năm trước thì đâu có bao giờ mà là các số lượng stablecoin để trên sàn nó cao ha. Thì trong năm 2022 mình thấy là nó cao hơn rất là nhiều so với lại những cái năm trước luôn, và một phần phản ánh là cái hiện tại cái thị phần của USDT Domain này thì nó cũng tăng lên đến những cái vùng kỷ lục ha, và thậm chí là nó đã vượt xa qua cả những cái đỉnh của nó ở những thời gian trước. Để mình đo xem nếu mà trường hợp mà cái mốc là khoảng tầm 7,30% trong thời gian qua thì nó cũng tăng lên đến tận là vượt qua cái đỉnh cũ là tận là khoảng tầm hơn 40% so với những cái đỉnh cũ rồi. Mọi người thấy không? Là cái thị phần ngày một nó tăng càng tăng lên mà cái mức tăng lên của nó rất là nhiều. Chúng ta cùng quay trở về với biểu đồ quen thuộc là biểu đồ của BTC Domain đây. Đây là biểu đồ của Bitcoin chứ mọi người ha. Hiện tại thì Bitcoin đang giao dịch ở cái mốc là khoảng tầm 29.000 đô. Thì như ở cái khoảng thời gian vừa rồi mình có phân tích nè, thì BTC Domain thì hôm qua nó đã hướng xuống ở cái vùng là khoảng là 25.000 đô ha. Thì nó đã lấp một cái gap đầu tiên đó của nó rồi và đã đạt được cái kỳ vọng ban đầu của mình là ở cái vùng là 25.000 đô. Thì để mà nói hiện tại thì xu hướng chung của thị trường vẫn đang là một xu hướng giảm nha. Thì hiện tại thì mình thấy là BTC Domain nó vẫn đang có dấu hiệu là nó tăng lên, và những cơn bão, những cái thông tin xấu ở bên ngoài thị trường nó tác động vào thì mình thấy là nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu là nó kết thúc ha. Nên với những cái quan điểm của mình và những cái quan điểm cá nhân của mình ha, thì hiện tại thị trường thì mình vẫn đang đứng bên ngoài mình quan sát thôi, chứ mình chưa vội nhảy vào thị trường ha. Thì để mà nói thì mình nghĩ là có thể là cái phong cách của mình đi, thì có thể là chúng ta thì sẽ
có thể là không bắt đáy được thị trường ha. Tại vì nếu mà chúng ta cố gắng bắt đáy được thị trường thì thực sự là nó rất là khó ha. Thì không phải là ai cũng bắt được đúng đáy của thị trường. Thì nếu mà chúng ta nếu mà mang cái tâm lý là bắt đáy thị trường thì chúng ta rất là dễ ha, rơi vào cái tình trạng là bắt giao rơi ha. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ nên cẩn thận và an toàn hơn với cái bối cảnh của thị trường hiện tại, khi mà xu hướng chung của thị trường vẫn đang là một xu hướng giảm. Và mình thấy là ở cái giai đoạn ha, ví dụ như là mình cũng xem những cái giai đoạn trước đó ha, của nó, khi mà nó B2C nó chạm đến những cái vùng như là tầm dưới 30.000 thôi, tầm 28 hay 29.000, thì mọi người thấy ở những khu vực này thì cái râu nến ha, nó rút lên rất mạnh, rút chân râu rất mạnh ha, có nghĩa là cái lượng cầu đẩy vào thị trường rất mạnh để đẩy cho cái giá BTC lên. Và những thời điểm trước đó cũng vậy ha, khi mà BTC nó tiệm cận đến những cái vùng khoảng tầm ba dưới 34 đến 33.000 ha, ở là thời gian đầu năm này của chúng ta, thì lập tức sau đó thì đều có những lượng cầu đẩy vào thị trường làm cho những cái râu nến của nó rút lên rất là mạnh ha. Nhưng mà đến thời điểm vừa qua, khi mà mình nhận thấy ha, thì ở khu vực này thì chúng ta có cái khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến hiện tại, khi mà mình thấy là ở khoảng thời gian đầu tháng 5 khi mà BTC nó tiệm cận đến những cái vùng như là 34 đến 35 ngàn, mà thậm chí là mình thấy nó đóng nến ở vùng này luôn. Và mình thấy là tuy là vẫn có những cái lượng cầu vào nhất định ha, nhưng mà mình thấy là nó thực sự nó chưa có đủ lớn để làm cho cái giá BTC của nó tăng lên trở lại, mọi người thấy không? Thì ở những khu vực này thì nó đạp xuống là lập tức là nó có một cái râu nến rất là dài là nó đẩy lên. Nhưng mà khi mà mình thấy là nó cứ tiệm cận những cái ngày tiếp theo là những cái đáy cũ, thậm chí là nó lại thấp hơn những cái đáy của những ngày trước đó, thì mình thấy là đây là một cái tín hiệu xấu, khả năng rất là xấu của BTC. Và thời gian vừa qua thì mình thấy là mọi người thấy không, thì khu vực này mình thấy là tuy là mọi người thấy cái lượng cái game vol của nó rất là lớn à, thì ở trong một những cái biểu đồ mình phân tích thì mình vẫn rất là chú ý vào những cái vol, tại vì cái volume này thì nó phản ánh là cơ bản nhất và trực quan nhất là tác động đến thị trường. Thì mọi người thấy ở đây có những cây vol rất là lớn, có nghĩa là đây là cũng có những cái phe đối lập, cây vol lớn có nghĩa là nó xuất hiện phe đối lập là cái lượng cầu vào thị trường ha. Thì đây cũng là một cái tín hiệu cũng gọi là cũng còn tốt hơn, cũng có nghĩa là nó chưa phải quá là tồi tệ. Khi mà trường hợp mà những cây vol, những cây nến này là một cái nến giảm, mà mọi người thấy những cây volume đây nè nó nhỏ thôi ha, nó màu đỏ, thì lúc đó thì có nghĩa là chỉ có lượng cung thôi, có nghĩa là chỉ có cái phe bán ra thôi ha, chứ mà cái phe mua vào là cái lượng cầu thì nó không không thực sự là không không có nhiều. Nhưng mà ở đây khu vực đây thì chúng ta đã xuất hiện những cái cây volume, thì có cái khối lượng của nó rất là lớn, có nghĩa là ở đây thì chúng ta đã có xuất hiện phe đối lập ha. Phe đối lập ở đây là cái phe mua là cái lượng cầu ha. Thì đây cũng là một cái tín hiệu khi mà BTC nó xuống, và nó cũng có thậm chí là nó cũng có những cái phe mua vào cũng khá là nhiều hơn để đỡ giá của BTC lên, thì đây cũng chưa phải là một những cái điều tồi tệ nhất của thị trường ha. Thì quan điểm của mình cũng nghĩ cũng cũng là mình cũng nghĩ ha, là hiện tại thị trường vẫn chưa phải là một cái xu hướng là downtrend rõ ràng ha. Thì chúng ta vẫn đang trong một là xu hướng là điều chỉnh của BTC, nên và cũng chưa có xuống rõ ràng, cũng chưa phải là uptrend mà cũng chưa phải là downtrend rõ ràng ha. Nó cứ như vậy, và mình thấy là hiện tại thì xuống chung của thị trường vẫn đang là một xu hướng giảm, và mình nghĩ là để thời điểm mà BTC có trend trở lại thì mình thấy nghĩ là chúng ta phải mất một khoảng thời gian nữa. Thì hiện tại thì để mà nói thì mình ví dụ như mình hay nói vui ha, thì hiện tại thì trend của thị trường không phải là trend mua tuần, có nghĩa là không phải những cái trend mà hot vừa qua ha, ví dụ như không phải NFT, không phải là play to earn ha, không phải là Web3, không phải là DAO, không phải là mua tuần. Nhưng mà mình nói vui ha, nếu mà khi mà những thị trường biến động như thế này thì mình cũng liên tưởng đến những khoảng thời gian như 2017, 2018, thì những cái trend khác là mình thấy là không phải luôn à. Nhưng mà cái trend hiện tại thì chúng ta có thể hình dung được ha, là cái trend working to earn, có nghĩa là trend là đi làm để kiếm tiền. Và hiện tại thì mình nghĩ là anh em cũng nên ít tập trung vào cái thời gian của hiện tại thị trường, và chúng ta cũng nên nên tập trung vào công việc chính của mình ha, chứ chúng ta cứ mà say mê về những cái biểu đồ chart và những con số này nhảy giá, mặc dù ví dụ như là giá xuống thì ai cũng buồn ha, thậm chí là mình giá xuống thì mình cũng mất rất là nhiều tiền ha, mình cũng buồn đấy ha, nhưng mà mình cũng phải cân bằng đến cuộc sống thôi ha. Thì mình cũng phải là ví dụ như anh em thì nếu mà có công việc khác thì chúng ta cũng nên tập trung vào những công việc khác để đi làm kiếm tiền ha. Thì chúng ta còn sức khỏe, còn những công việc khác thì ở thời gian tới khi mà thị trường phục hồi thì chúng ta mới mong được là chúng ta về bờ được chứ mọi người, chứ chúng ta cũng nên không có quá là đau buồn, và cũng không có quá là nên sa đà vào các vấn đề khác. Hiện tại thì
để mình cùng điểm qua thị trường về những cái đồng Ancoin xem như thế nào ha. Hiện tại ETH thì nó cũng đã về những cái mốc rất là sâu rồi. Thì hôm qua thì mình thấy ETH thì nó về đến những cái mốc thấp nhất như là 1.700 đô, 1.700 đô. Thì ở những cái bối cảnh của thời gian trước, khi mà cái bối cảnh của thị trường vào cái giai đoạn là đầu năm nay ha, là khoảng thời gian khoảng tầm là tháng 2, thì lúc đó mình cũng bắt ETH ở cái giai đoạn mình không bắt được đáy ETH ở cái giai đoạn này đâu mọi người ha. Có nghĩa là ở khu 2.100 mình không bắt được khu này, mà mình chỉ bắt được ở cái giai đoạn là khoảng lực lớn thôi, khoảng gần 2.200 đến 2.300 giai đoạn này thôi. Thì tại sao mà thời điểm đó mình lại bắt đồng những đồng top coin, những đồng Ancoin, nhưng mà thời điểm này thì khi mà ETH hoặc là một số các đồng Ancoin khác nó về đến những cái vùng thậm chí là thấp hơn rất là nhiều lần so với những thời điểm trước, mà tại sao lại mình là không bắt, mà mình cũng không có call anh em vào những cái đồng Ancoin đó, mặc dù là giá đã giảm rất là sâu. Thì hiện tại thì mình thấy là thị trường thì cái xuống chung của thị trường thì đang là một xuống xấu hơn rất nhiều so với như lại những cái thời gian trước đây, nên mình không có kêu gọi mọi người, không khuyến khích mọi người vào những đồng Ancoin ở thời gian hiện tại. Thì thời gian hiện tại thì với cái quan điểm cá nhân của mình thì mình vẫn đứng ngoài quan sát thôi, để mình cùng chờ xem là thời gian tới khi mà thị trường nó có những cái tín hiệu tích cực như thế nào không, và cái một cái xuống nó rõ ràng hơn thì mình mới quyết định là mình sẽ có những cái chiến lược phù hợp. Còn hiện tại thì với quan điểm của mình thì mình vẫn đứng ở ngoài ha. Và hôm qua ETH nó về đến những cái vùng như không tưởng là 1.800 đô la ha. Thì ở đây cũng xuất hiện là những cây vô lớn, có nghĩa là những cái phe đối lập và cái lượng cầu vào cũng khá là tốt hơn. Thì ETH thì hiện tại thì mọi người cũng biết rồi, thì nó cũng đang thời gian tới thì nó cũng chuyển từ cơ chế Root of Work sang Root of Stake ha. Và hiện tại thì cái số lượng mà Stake để ra Ethereum 2.0 thì nó cũng đang rất là cao, và cái số lượng mà Stake ra Ethereum 2.0 thì nó hiện tại thì nó đang đứng top một thế giới ha, là ở những cái số lượng tài sản mà có số lượng staking lớn nhất thế giới. Thì đứng đầu là thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rất là dài là Solana, nhưng mà thời gian vừa gần đây thì Ethereum thì nó lại vượt lên vị trí đầu tiên, là nó chiếm cái vị trí đầu tiên của Solana và đẩy thằng Solana xuống vị trí thứ hai. Thì ở thời gian trước đó một chút xíu nữa thì chúng ta có thể thấy là Luna, đúng không? Luna thì trong thời gian đầu năm nay thì nó có sự tăng trưởng rất là mạnh, và nó Luna thì cũng có một thời gian thì nó đứng ở vị trí thứ hai đến vị trí thứ ba ha. Nhưng mà hiện tại thì Luna nó về lòng đất rồi ha, kể cả những cái tất cả các chỉ số của nó thì cũng về lòng đất. Thì Luna thì mọi người thấy không, thì nó cũng đã chia khoảng tầm hơn 2 triệu lần so với lại cái mức giá định của nó. Thì đây là không phải là một cái scammer lớn nhất lịch sử hay như thế nào ha. Thì vừa qua trong ngày hôm qua thì mình cũng có thấy thông tin đó, thì xét thì họ đang có những quyết định họ có thể là kiện thằng Luna ha. Thì cũng tương tự như là xét hồi xưa thì họ kiện XRP ha, và hiện tại thì cái vụ kiện của XRP và xét thì cũng chưa có hồi kết nha mọi người ha. Và thời gian qua thì cũng có một thông tin là ông hồi trước thì cũng là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của XRP, thì vừa thời gian vừa qua thì ông cũng đã tham gia vào cái nói chung là cái bộ tài chính, là cái là cố vấn cấp cao của bên bộ tài chính của Mỹ ha. Thì mình không biết là vừa thời gian tới thì khi mà cái vụ tranh chấp giữa SEC và XRP thì nó có hồi kết hay không như thế nào thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình thấy là ông mà hồi xưa mà làm chủ chốt về bên XRP mà ông tham gia vào bộ tài chính của Mỹ, thì mình nghĩ là sẽ có những cái điều tích cực hơn dành cho XRP ở trong một cái khoảng thời gian sắp tới. Mình nghĩ là sẽ đương nhiên sẽ phải mất một cái khoảng thời gian dài ha, tại vì những cái vụ kiện là những cái vụ kiện tỷ đô, những vụ kiện lớn là chúng ta không thể là mong được nó trong một sớm một chiều ha, và mình cũng không khuyến khích anh em vào những cái đồng kiểu như dạng XRP ha. XRP thì nó cũng có những cái thông tin này thì mình nghĩ là không cũng chưa được kiểm chứng ha, nhưng mà mình thấy là cái XRP dạng mức giá XRP thì nó giảm rất là sâu, nhưng mà hiện tại XRP cái market cap của nó cũng đã rất là to rồi, nên chúng ta không thể kỳ vọng được là nó sẽ x3, x5 hoặc là x10 so với những đồng coin khác mọi người ha. Nên mình và XRP thì nếu mà hold thì chúng ta cũng nên hold xác định dài hạn nè. Và XRP thì mình thấy là cũng không có thu hút được dòng tiền quá là nhiều vào thị trường ở thời điểm hiện tại, nên mình cũng không khuyến khích anh em vào những cái đồng coin dạng như thế này nha mọi người. Còn con BNB, đồng BNB thì mình cũng đánh giá rất là cao như thị trường đi, ngoại ngoại trừ Bitcoin, Bitcoin là king, là vua rồi ha, thì mình không nói rồi. Nhưng mà những đồng Ancoin thì mình cũng đánh giá rất là cao, là mình đánh giá là nó sẽ được xếp hạng chung với lại Ethereum và BNB.
thì mình sẽ xếp hạng chung vào những đồng đó ha. Ví dụ như Bitcoin là king là số 1 rồi, còn Ethereum với BNB, Ethereum là một đồng coin rất là lâu đời và cái mạng của nó rất là lớn, hệ sinh thái của nó rất là lớn, thì anh em cũng thể biết được rồi, Ethereum thì chỉ xếp sau Bitcoin thôi, và BNB thì mình thậm chí là mình cũng sẽ xếp thứ ba, hoặc thậm chí là mình cũng sẽ xếp chung mâm của nó với lại Ethereum, tại vì BNB là một cũng sàn, là sàn phi tập trung ha, là sàn tập trung lớn nhất thế giới, và BNB mọi người cũng biết rồi là được CZ hậu thuẫn rất là mạnh, nhưng mà CZ là một người là mình thấy là có sức ảnh hưởng lớn nhất vào ở thị trường crypto hơn, nên mình nghĩ là nếu mà nếu mà BNB mà sụp ha, thì mình nghĩ là cả thị trường cũng đều sụp luôn ha. Còn mình sẽ đánh giá rất là cao, ví dụ như BTC là vua là king rồi thì là số 1 rồi, mình không có nói nữa ha. Nhưng mà ở để đồng altcoin chúng ta có thể khả năng chúng ta hold dài hạn ha, thì mình cũng nghĩ là nếu mà anh em hold thì anh em cũng nên hold dài hạn, thì anh em cũng nên bạn anh em là vốn to ha, anh em cũng nên cân nhắc là cái ở cái đồng Ethereum hoặc là BNB ha. Còn mình chỉ đánh giá cao là BTC là số 1 ha, còn Ethereum với lại BNB thì anh em chúng ta có thể là hold nắm giữ dài hạn ha. Còn những đồng altcoin khác thì nó sự là cũng rất là tốt hơn, nhưng mà mình sẽ không có đánh giá cao bằng Ethereum hoặc là BNB. Hiện tại thì BNB nó mình thấy là chủ yếu là nó cũng đi với cái những cái BNB hoặc là một số những đồng altcoin khác, thì chủ yếu là nó cũng đi với một cái biên độ sóng cũng tương tự như là của BTC thôi. Và ở thời điểm là ngày hôm qua thì ở đây cũng xuất hiện một cây vol cũng khá là lớn nè, thì cũng có nghĩa là xuất hiện phe đối lập và nó cũng làm tăng cái chân râu lên của nó ha. Thì ở đây là cũng có một cái lượng được cái nhà đầu tư bắt đáy vào BNB cũng khá là lớn ha. Là đây cũng là một cái dấu hiệu tốt của BNB, tại vì chung quy lại thì BNB cũng là một trong những đồng top coin hàng đầu của thị trường cryptocurrency. Còn ADA ha, ADA thì thời gian tháng khoảng tầm thông tin là khoảng tầm tháng 6 này thì nó sẽ hard fork ha, hard fork, nhưng mà hiện tại thì cái market cap của ADA cũng tăng cũng rất là cũng khá là lớn rồi. À, mặc dù ADA rất là xịn sò thôi, nhưng mình cũng không khuyến khích anh em vào vào ADA ha. Thì chúng ta tại vì ADA thời một phần thì nó cũng tăng rất là nhiều lần rồi, nên chúng ta không thể kỳ vọng được là nó sẽ tăng được nhiều lần như những ở cái quãng thời gian trước đó của nó. Ngay cả Sol cũng vậy, thì nếu mà ở thời điểm mà thị trường mà có biến động điều chỉnh đi như những thời gian trước đi, thì mình cũng sẽ cân nhắc mình bắt như là Ethereum hoặc là Sol hoặc là Near, nhưng mà thời gian vừa rồi thì mình cũng không bắt Ethereum và mình cũng không có bắt Sol luôn, tại vì mình thấy là thị trường nó đang có sự điều chỉnh và sự rung lắc khá lớn, nên tại vì sao mình cũng không có bắt Sol, mặc dù là nó giảm về những cái vùng khá là sâu. Hoặc là ví dụ như trường hợp ví dụ như là hiện tại anh em ví dụ như bắt Sol hoặc Ethereum thì cũng không có vấn đề gì, thì chung quy lại đó cũng là những cái đồng coin tốt và chúng ta có thể nắm giữ dài hạn ha, ít nhất thì mình nghĩ là cũng khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa ha. Nhưng mà ở thời điểm với bối cảnh thị trường hiện tại, khi mà BTC vẫn đang có sự điều chỉnh và chúng ta vẫn đang được nhận rất là nhiều thông tin xấu ở bên ngoài tác động vào thị trường, thì với quan điểm của mình thì mình vẫn đứng ngoài thị trường thôi, chứ mình cũng chưa vội vào bắt Sol, mặc dù là cái giá của nó đã tụt về những cái mốc rất là sâu ra, thì cái thời điểm hôm qua thì nó tụt về đến tận là mốc là 38 đô, cũng khá là sâu rồi. Ngay cả Polkadot này, Polkadot thì thời điểm vừa rồi thì mình cũng không bắt luôn, thì lúc trước thì mình cũng dự định khi mà Dot nó về cái mốc khoảng tầm 10 đô mình bắt ha, thì mình thậm chí là vừa qua thì nó tụt đến cái mốc sâu nhất là của nó là 7 đô thì mình cũng không tham gia luôn. Hiện tại thì mình cũng đang án binh bất động hết tất cả các tài khoản của mình rồi ha. Thì Near thì mà ở thời gian mà cái khoảng tầm tối hôm trước thì mình cũng bắt Near ở cái mức độ cái vùng giá khoảng tầm 6 đô ha. Thì cái vấn đề này thì mình cũng lúc đó thì mình bắt 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 Near ha. Near ở cái vùng 6 đô thì cái vấn đề này thì mình lúc đó hồi tối hôm trước đó thì mình cũng nhắn tin cho lên cho mọi người ha. Thì mình cũng nói là mình cũng vừa bắt Near ở cái mức giá này ha. Thì mình cũng thấy là cái bước đi của mình cũng khá mạo hiểm ha. Tại vì hiện tại thì thị trường xuống chung của thị trường vẫn đang là xu hướng giảm mà. Nhưng mà hiện tại thì mọi người thấy không, thì cái cơ chế là stablecoin thuật toán của Luna thì nó đã về lòng đất ra đi rồi. Và Near thì cái đồng stablecoin của họ là cái đồng USN thì nó cũng thuộc trường phái là stablecoin thuật toán, nhưng mà cái mức yield hoặc là cái mức lãi suất của họ thì nó không được không có nhiều như là Luna ha, nên chúng ta cũng không có thể quá là lo lắng, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong cái cơ chế là stablecoin thuật toán này. Nếu mà thị trường ví dụ như ở trong ngày hôm qua đi, thì ngay cả USDT thì nó cũng có những, mặc dù là những cái thông tin là không thông tin là vô căn cứ thôi,
Nhưng mà USDT thông qua cũng có những cái giai đoạn thì nó bị trượt giá đúng không mọi người, nó trượt đâu giá đâu xuống khoảng tầm 0,9, 95, 96 gì vậy, mình không nhớ con số chính xác. Nhưng mà hôm qua thì USDT thì ngay cả những trường phái của UT là nó có những cơ chế instable coin ra riêng, nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng ha. Nhưng mà NEAR thì nếu mà trường hợp mà mình nghĩ là nó cũng không có quá bị ảnh hưởng đâu. Nhưng mà thị trường thì mọi người biết rồi, thị trường hay có những cái thông tin toxic ha, là có những cái thông tin độc hại ảnh hưởng đến thị trường, mặc dù là nó vô căn cứ ha. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà có những thông tin xấu như vậy được tung ra thị trường này, thì mình nghĩ là nó cũng ít ha, hoặc là nhiều nó sẽ bị ảnh hưởng đến từ những thông tin như vậy ha. Thì một một chỉ số nữa là mình cũng để mình cũng cũng xem lại ha, mình cũng phân tích để cho mọi người, mình thấy là chỉ số này cũng đang khá là quan trọng đến cái thời điểm hiện tại của thị trường. Thì mình cùng mở cái khung tuần của BTC ha. Thì hiện tại thì mọi người thấy không, liệu ở cái chỉ báo là sức mạnh tương đối của thị trường, thì chúng ta ở khung tuần thì chúng ta hiện tại chúng ta thấy là chỉ số RSI ở khung tuần ha, thì nó đã chạm đến những cái vùng quá bán như là ở cái điểm khoảng tầm 32 điểm. Thì mọi người thấy không, thì nó đã tiệm cận đến những khoảng thời gian từ năm 2020 đến khoảng thời gian là như là 2018 mà 2018 và 2020. Thì hiện tại thì cái khung chỉ số là RSI là sức mạnh tương đối ở khung tuần, thì nó đã tiệm cận đến những khoảng thời gian trước đó của nó ha. Mọi người thấy trong năm 2021 rồi, thì đâu có thời điểm nào lúc đó nó về ở những cái vùng thấp như thời điểm hiện tại ha. Mình thấy là thấp nhất thì chỉ khoảng thời gian là tháng 7 thôi, là nó về đến cái mức là khoảng tầm 42 điểm thôi. Nhưng mà hiện tại thì nó về đến tận là vùng 33 điểm, và nó đã tiệm cận đến những cái vùng là hai của năm 2020 và năm 2018. Thì mình thấy là hiện tại thì cái thị trường đang rất là hoang mang rồi ha. Thì nên đương nhiên là những cái và mọi người thấy là những cái số liệu ví dụ như là total, như là trong quãng đầu video thì mình cũng phân tích cho mọi người rồi, thì total là tổng vốn hóa của thị trường hiện tại thì nó đang bị giảm rất là nhiều, có nghĩa là nó giảm chia khoảng tầm chia đôi khi mà ở BTC ở cái giai đoạn khoảng tầm 48.000 đô ở cái khoảng thời gian là khoảng tầm cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm nay đúng không mọi người. Vì hiện tại thì trong một thời gian ngắn mà thị trường tổng vốn hóa thị trường thì nó bị chia đôi như vậy ha, thì thực sự là một con số rất là lớn. Và cái chỉ số sức mạnh tương đối thì nó hiện tại thì nó về đến lại tận những cái vùng như là của năm 2020 hoặc là thậm chí là năm 2018 mà, thì mình thấy là thị trường đang rất là hoảng loạn rồi. Thì với quan điểm của mình hiện tại thì mình thấy là BTC vẫn đang trong một cái đoạn điều chỉnh ha. Thì mình nghĩ là mình cũng phân ở trong đầu video thì mình cũng phân tích cho mọi người về cái xuống của BTC rồi đó, thì mình thấy là vẫn đang là xuống giảm, và chúng ta vẫn nên kiên nhẫn và cân nhắc với thị trường ha, chứ chúng ta không có nên là all in, và chúng ta cũng không có nên là tham lam vào cái mức giá ở thị trường hiện tại, mặc dù là các đồ ăn coi khác đang đều có sự điều chỉnh cũng khá là sâu ra. Quan trọng nhất ở thị trường thì chúng ta là giữ được tiền thôi, nếu mà chúng ta giữ được tiền thì chúng ta sẽ có cơ hội được kiếm được lại, và tâm lý của chúng ta cũng khá là thoải mái hơn, nhưng chúng ta cũng không có nên là quá tham lam ha. Như vậy thì chúng ta rất là dễ bị thuộc vô cái kiểu là bị bắt dao rơi ha. Thì mình cũng theo cái quan điểm, cái chiến lược của mình thì mình cũng không có khuyến khích anh em rơi vào những cái tình trạng như vậy ha. Thì hôm nay thì mình cũng phân tích về BTC và một số các đồng altcoin đáng chú ý trong thời gian vừa qua, và cũng như là một số các đồng altcoin mà các bạn có nhắn tin thì mình phân tích ha. Thì nếu mà anh em nào mà đang nắm giữ đồng altcoin nào có nhiều phân tích thì có thể là comment ở phía dưới video ha, hoặc có thể là join vào nhóm Telegram, link mình có để dưới phần mô tả, thì vào đó anh em có thể sinh hoạt cũng như là trò chuyện với tất cả những cái anh em khác. Thì ở những video tiếp theo thì mình cũng sẽ phân tích về những đồng altcoin đó cho mọi người ha. Thì hoặc là mình thấy là những cái câu trả lời nào mình có thể là trả lời ngay được thì mình cũng sẽ comment ở phía dưới trả lời cho mọi người lại luôn ha. Thì nếu mà mọi người thấy video hữu ích thì có thể để lại một like cũng như là đăng ký kênh, hoặc là bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường. Thì mình sẽ đồng hành cùng mọi người dù cho thị trường là nó có lên hay có xuống, hoặc là có downtrend như thế nào luôn ha, thì mình cũng sẽ vẫn sẽ ở đây thì để mình sẽ vẫn sẽ ở đây để mình mang đến cho mọi người những cái kiến thức hữu ích về thị trường, và những cái kiến thức mà mình thấy là nó cần thiết dù cho những anh em nào mà cũ hoặc là những anh em mới, thì chúng ta cũng nên cập nhật và cần đến. Thì mình xin cảm ơn mọi người đã xem video, và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Cảm ơn mọi người.